Xin kính chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác đây là một cái sản phẩm không thể thiếu trong những cái hệ thống âm thanh biểu diễn mà các bác gọi là mới sử dụng. Các bác muốn tìm một con cốt giá phải gọi là thật rẻ, hợp lý mà lại nhiều chức năng thì đây. Cái con này các bác mà bỏ qua nữa thì em chả biết là các bác định mua cái sản phẩm gì nữa, đúng không ạ? Đây là DBX 260. Đó, DBX 260. Với DBX thì là một thương hiệu chuyên sản xuất các thiết bị hỗ trợ chuyên nghiệp của tập đoàn Harman, các bác nhé. DBX 260. Con này là cốt kỹ thuật số, có 2 đường vào và 6 đường ra, và có một cửa RTA chuyên dùng để các bác cắm RTA vào để đo. Đấy. Con này là một cái sản phẩm hàng nhập từ bên Trung Quốc về. Bên em thì cũng mới tiếp cận gần đây và cũng gọi là khai thác được thì em mới giới thiệu cho các bác. Thế bây giờ em sẽ mở cái sản phẩm này ra, quay cũng như giới thiệu cho các bác chi tiết hơn về cái sản phẩm này các bác nhé. Đây là cái sản phẩm, và đi theo sản phẩm này chúng ta có một sách hướng dẫn sử dụng. Cái này là của Harman các bác nhé. Harman thì tổng đại lý công ty sản xuất các cái sản phẩm như là JBL, Crown, DBX và có các cái hãng khác, có rất nhiều các hãng khác nữa. Thì DBX là một nhánh của trong tập đoàn Harman, tức là một công ty con trong tập đoàn Harman. Ở đây các bác đang xem trước mặt các bác đây là có một cái đĩa phần mềm để các bác cài cho máy tính. Đó, cái này thì cũng bỏ qua một bên đi, tí nữa em sẽ review sau. Đi theo sản phẩm thì chúng ta có một cái cáp và cái dây đầu USB này em tặng thêm cho các bác nhé. Đấy. Đây là cái thư và cái kiêng luôn là cái phiếu bảo hành của hãng. Đó. Sản phẩm này là sản xuất tại Trung Quốc nhé. Chúng ta nói nôm na là đây hàng nhái, hàng xịn, nhái của hàng xịn. Còn hàng xịn đắt lắm, nó loanh quanh 20 mấy triệu cơ. DBX. Đó. Đây cái mặt trước của sản phẩm các bác xem này. Đấy, đây cái mặt trước của sản phẩm. Chúng ta có một cái màn hình này, nút Control, Data Set Plus ấn để chọn các cái nút chức năng như là tiến lùi, Author, Dynamic, Program, Unity, Stone, Delay, Equalize, Xcover, cộng trừ đảo pha và RTA. Đó. Bên này chúng ta có dàn đèn nháy của kênh A, kênh B, tức là kênh 1, kênh 2. Đó. Sau đây chúng ta có là các cái kênh như là 1 đến 6, 6 cửa. Như là DBX thì đã có các đời như là DBX 260, 260PA và các cái đời cao cấp hơn nữa thì giá nó sẽ khác và cao cấp hơn. Nhưng sản phẩm này thì em mới về và mới khai thác được nhé. Bởi vì ngày trước ấy là các cái phần mềm tải về máy tính của em không nhận. Sau đó là phải nhờ mấy ông chuyên gia, ông cài cho nhận cái phần mềm rồi bắt đầu mới xử lý được. Bởi vì những cái con code nào mà em chưa làm chủ được cái phần mềm hay là cái công nghệ hay là cái quá trình setup của nó thì em sẽ không nghiên cứu. Khi nào khai thác được rồi thì bắt đầu mới chính thức đi làm. Và cái con này thì nó có nhiều điểm hay và các bác cũng sẽ ưa thích trong thời gian sắp tới. Đấy, các bác nhé. Cái con này nó có luôn cả cái feedback, hiệu cắt hú, các bác dùng vang cơ hay là mixer cơ, các bác có dùng thêm con này nữa thì chúng ta sẽ gần như là không bao giờ nghe cái chuyện gọi là rú rít ở trên cái con cốt hoặc là cái hệ thống các bác đã dùng qua con này. Gần như là không có hệ thống cái chuyện gọi là rú rít. Và con này nó có một cái chức năng gọi là auto feedback. Chúng ta sẽ bật và cho nó hơi rú rít nên là nó tự động nó sẽ cắt. Lần sau nó không rú rít tại những điểm nó vừa rú rít nữa. Đấy. Phía sau của sản phẩm đây thì chúng ta là có công tắc nguồn này các bác nhé. Công tắc nguồn, ổ cắm nguồn, tem QC pad, kết nối R232 với máy tính, Reno Control này, và các cửa đầu ra là 6 cửa từ 1 đến 6, cửa GND của pin 1 đường input. Đấy. Chúng ta có một cổng cắm RTA, nhưng thường thường cái này thì ít khi anh em dùng lắm. Ở trong miền Trung miền Nam thì anh em hay sử dụng, nhưng còn khu vực em thì em không dùng cái này. Gần như cổng này thì em sẽ không dùng. Đấy, em chỉ có dùng line in 1, 2, và nắn. Nếu như các bác dùng ở RTA trên đây thì nắn nó sẽ ra một đáp tuyến phẳng, và khi các bác đi làm chương trình cái phẳng của nó không khai thác được. Chúng ta cần dìm, tức là trừ và cộng các cái giải tần số nó khác nhau. Con này nắn thì nó sẽ tự động bằng phẳng hết tất cả, gọi là nắn cho nó gọi gần như là flat như này, gần như là flat. Đấy. Thì em sẽ không ưu tiên như thế. Em nếu mà em làm thì em sẽ vẫn sử dụng theo kiểu là truyền thống của anh em đang dùng qua Smaart v7, Smaart v8, đo đắn đập tuyến gần bằng phẳng và đá các cái giải tần số từ 8 đến 14 kHz là cộng 3 hoặc cộng 4 dB, tối đa cộng 4 dB. Giải mid-ram từ 500 Hz đến 2 kg là trừ 2 đến 3 dB, và giải mid-norm từ 125 đến 500 Hz thì là cân bằng. Còn giải từ 60 Hz trở về đến 30 Hz, tức là 80 Hz trở về đến 30 Hz này, nó sẽ cộng theo kiểu là càng về thấp thì nó tần số nó càng cộng lên. Bởi vì những tần số thấp ý, thì chúng ta cần nhiều năng lượng hơn, và những tần số thấp khi bằng phẳng với tần số trung và cao các bác không cảm nhận được đâu. Các bác phải nghe nó phải đạch cộng 3 dB thì các bác mới cảm nhận được, ít nhất là cộng 3 dB các bác mới cảm nhận được à nó có tiếng, súp đánh lúc ý nó mới nực vào mạnh. Thì đấy là kiểu anh em miền Bắc. Còn khu vực trong miền Trung miền Nam thì em không biết các bác như nào, nhưng còn thường là ở miền Bắc này bên em hỗ trợ rất nhiều, và thường xuyên gặp lại những trường hợp là các cái giải tần số thấp từ 30 Hz đến 80 Hz là các bác phải cho nó cộng 3 hoặc cộng 4, thậm chí cộng 6 dB thì các bác mới cảm nhận được, và xúc nó đánh nực mạnh. Nhưng dẫn đến cái trường hợp là một là không đủ loa, hai là không đủ công suất để mà đánh. Đấy. Thì thường đây là thế. Còn cái con cốt này thì nó sẽ chỉ có những cái nhiệm vụ cơ bản, đó là chia các cái giải tần số. Các bác có hai cửa vào, cửa 1, cửa 2. Các bác sẽ chia cho là ví dụ cửa 1, 2 là loa FOH, loa chính này. Cửa 3, cửa 4 là monitor sân khấu này. Cửa 5, cửa 6 là sub đánh cell NR hoặc là đánh N5, đánh dồn. Đánh N5 nó đánh sẽ mạnh hơn rất là nhiều, hoặc là đánh setup theo kiểu cardio cũng chơi được. Thì trên đây là cái sản phẩm em giới thiệu qua toàn thể các bác nhé. Con này thì giá trên thị trường đâu đó trên 5 triệu. Con này em đang bán với các bác giá rất đẹp. Giao lưu 3 chiếc đầu tiên cho các bác giá cực đẹp. Bao nhiêu thì liên hệ trực tiếp nhé. Giá thị trường nó khoảng từ 5 triệu 1 đến 5 triệu 6 tùy từng máy và tùy từng cửa hàng. Con này thì em chưa biết là máy đời cao cấp nhất hay là như thế nào. Còn nếu mà nó gọi là hàng Trung Quốc thì chúng ta chỉ quan trọng đến là cái khả năng mình khai thác được của nó như thế nào thôi. Còn nếu mà hàng xịn nó không có mặt ở đây đâu. Hàng xịn thì không có mặt tại cửa hàng em đâu. Nó sẽ có và xuất hiện tại những cửa hàng khác. Sẽ có mặt và xuất hiện tại những cửa hàng khác, hoặc là những cái showroom cửa hàng mang tính chất chuyên nghiệp và chuyên về những cái dòng cao cấp của dòng họ Harman. Đấy các bác nhé. Ok, trên đây là em giới thiệu qua cho các bác về cái sản phẩm cốt kỹ thuật số đến từ thương hiệu là DBX 260. Hàng này là Mazen China. Đấy, hàng này là Mazen China. Còn nếu như hàng bãi xịn hoặc là hàng xịn hẳn của Mỹ thì cửa hàng em cũng có thể nhập được. Có mỗi cái là bao giờ bán được thôi. Đầu tư tầm 30-40 triệu về nhập về một con cốt, một con mixer hoặc là những cái thiết bị cao cấp gì đấy thì em có thể nhập được, nhưng bao giờ bán được. Đấy, thế nên là phải tiếp cận từ từ thôi các bác nhé. Trên đây là video giới thiệu về cái sản phẩm cốt kỹ thuật số đến từ thương hiệu là DBX của DBX 260. Ok, để các bác nào quan tâm đến sản phẩm thì liên hệ trực tiếp nhé. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.